Hello quý anh chị em cô chú bác, chúc mọi người ngày mới vui vẻ và thành công. Hôm nay em sẽ review cho quý vị một đối tượng lạ mặt. Tên của đối tượng này là Trích Chòe Than. Đối tượng này được 2 năm lồng. Đối tượng này mới xong lông, hiện tại chỉ mới bắt đầu chơm lừa. Mẫu này quý vị không cần phải bàn cãi gì nữa. Nhìn ngoại hình đối tượng này thôi quý vị sẽ cảm nhận được đối tượng này to khủng như thế nào rồi nhé. Quý vị giao lưu đối tượng này chịu khó về cho ăn mồi tươi và tắm cho em nó để mau căng lửa nhé. Lưu ý một tuần tắm một lần thôi nha bà con. Tắm nhiều sẽ tụt lửa. Đối tượng này là hàng sạch chưa khai thác, quý vị có thể về nghe hot cà phê hoặc hot chọi, thì tùy vào sở thích của mỗi người. Đặc điểm nhận dạng đối tượng này rất dễ, tướng rất to, chân mốc trắng. Khó có thể tìm ra được đối thủ như thế này. Đối tượng này có giá trị gần 4 tờ Bolime 500k nha. Yêu thương hay có nhu cầu giao lưu vui lòng phone cho em nha quý vị. Đối tượng này giao lưu trực tiếp không bao tiền vận chuyển. Bảo hành mọi tật lỗi, mắt móng mỏ tay chân rất ok luôn nha bà con. Đối tượng này chỉ bị lỗi là vì không có Bolime để rước về thôi. Đi thẳng vô vấn đề luôn nè, giá của đối tượng này là 1,8 triệu nhé bà con. Quý vị muốn mau căng lửa có thể mua cám Hiền Bảo Khánh, số 2 cho đối tượng này ăn nha. Hoặc mua cám Bình Dương sau đó trộn thêm ít sâu khô vô. Mọi chi tiết và cách nuôi em đã hướng dẫn chi tiết cho quý vị rồi nha. Quý vị nào chưa biết cách làm cám thì lên YouTube gõ từ khóa tìm kiếm là cách làm cám Chòe Than, ở trên đây sẽ có rất nhiều vị thánh tướng chỉ cho cách làm cám. Hôm nay em nói tới đây là hết ý tưởng, rồi các bác ạ, mọi đóng góp ý tưởng vui lòng để lại bình luận dưới video này, nha quý vị. Em sẽ cố gắng giúp cho quý vị nhe răng. Đây là giọng trợ lý ảo của em nha quý vị, không phải giọng của Thành Lê đâu à nha. Cô chú anh chị có nhu cầu alo cho em nhé, đừng nhắn tin, hoặc chat Zalo vì Thành Lê già. Rồi nhắn tin hơi chậm, mong quý anh chị em cô chú bác thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em cô chú bác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký ủng hộ và nút chuông thông báo.